Bấm chuyển chế độ nhạc. Bấm giữ sẽ tắt âm thanh. Xe nó sẽ điều chuyển theo cử chỉ tay của chúng ta ha. Đó, rất là nhạy. Thì khi mà trái banh đứng lại, xe nó sẽ tự động chạy về trước, đẩy trái banh để cho trái banh hoạt động. Sau đó xe sẽ đi theo trái banh. Mình xin chào bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn bạn sử dụng xe điều khiển cảm biến ha. Và nó có chức năng là điều khiển theo nét vẽ, tự chạy theo nét vẽ. Thì đối với remote này thì ở cái bản này thì nó sẽ update và có thêm nhiều chức năng mới hơn so với cái mẫu cảm biến chạy theo nét vẽ cũ ha. Thì trên remote này các bạn sẽ thấy ngoài cái chức năng tiến lùi trái phải ha, chúng ta sẽ có những cái chức năng bên dưới. Về chức năng mà có cái lo âm thanh phát nhạc này nè, thì khi bạn bấm thì nó sẽ chuyển đổi bài nhạc ha. Mỗi lần bấm thì chúng ta sẽ chuyển đổi theo một bài nhạc tiếp theo. Thì nếu các bạn muốn mà tắt nhạc thì chúng ta sẽ bấm giữ cái nút này thì nó sẽ tắt nhạc. Ngược lại, khi chúng ta bấm giữ một lần nữa thì nó sẽ có nhạc trở lại ha. Và nút A này là auto nè. Khi bạn bấm auto thì xe nó sẽ tự động hoạt động chạy ha. Còn nút M này là nút mod, thì nút mod này nó sẽ được tích hợp thêm trên remote ha. Những mẫu sản phẩm trước thì nó sẽ không có nút mod này. Thay vì các bạn bấm nút mod trên đây ha, ngoài ra nó sẽ có cái nút mod trên xe, thì chúng ta có thể bấm nút mod ở trên cái remote hả, vẫn được ha. Trường hợp nếu bạn không sử dụng remote để điều khiển mà chúng ta muốn chơi xe không, thì khi đó chúng ta mới bấm cái nút mod ở trên chiếc xe của chúng ta nên nó có 3 chế độ mod khác nhau nè. Đây thì ở chế độ mod thứ nhất á, khi bạn kết nối thì mặc định nó là sẽ là điều khiển rồi. Khi bạn bấm chế độ mod thứ nhất thì nó sẽ chuyển sang chế độ đi theo cử chỉ tay hoặc là theo trái banh của chúng ta. Và điểm đặc biệt của cái mẫu sản phẩm mới này là khi mà trái banh của bạn nó đang di chuyển thì xe sẽ di chuyển theo ha, nhưng mà sẽ di chuyển được một thời gian thì trái banh nó sẽ bị ngừng lại, thì xe nó không di chuyển được nữa. Thì trong lúc này chiếc xe nó sẽ tự động nó tiến về trước, nó sẽ đẩy trái banh đi, và khi trái banh di chuyển thì cái chiếc xe nó sẽ di chuyển theo cái trái banh. Đó là chế độ mod thứ nhất. Rồi sau đó chúng ta sẽ bấm một cái chế độ mod nữa thì nó sẽ chuyển sang chế độ mod 2. Chế độ mod 2 là chế độ né vật cản. Thì ở chế độ này thì hai lúc này sẽ có hai cái cảm biến nó hoạt động, một cảm biến ở ngoài trước. Khi bé mà để xe để tay ngoài trước ha, hay là có vật cản gì ngoài trước thì xe tự động lùi né về sau ha. Hoặc khi các bé mà bắt xe ở trên bắt xuống nè, thì xe sẽ tự động chạy về trước ha. Đó là chế độ né vật cản, khá là thú vị. Và chế độ thứ ba đó là chế độ chạy theo nét vẽ. Khi bạn bấm nó lên sẽ chuyển sang chế độ chạy theo nét vẽ ha. Thì ở cái chế độ chạy theo nét vẽ thì hãng tặng kèm cho chúng ta một cái bảng chạy theo nét vẽ khá là to ha. Đây thì cái tờ giấy này ta lấy giấy A1, nó rất là to. Một xíu nữa mình sẽ test thử trên cái tờ giấy A1 này cho các bạn xem ha. Ngoài ra thì các bạn, khi các bạn muốn theo cái đường nét vẽ riêng của mình thì các bạn có thể lấy một cái tờ giấy trắng bự ra, chúng ta có thể dùng cái bút bẩn trắng á, thì cái bút màu đen á thì bạn vẽ lên cái tờ giấy đó thì xe nó sẽ hoạt động theo cái tờ giấy hay di chuyển theo nét vẽ của chúng ta. Bây giờ mình sẽ test từng chức năng cho các bạn xem. Và bây giờ mình sẽ test chức năng đầu tiên là chức năng điều khiển bằng remote. Các bạn bật công tắc lên. Đó. Xe kết nối. Bấm chuyển chế độ nhạc. Bấm giữ sẽ tắt âm thanh. Ok, tiến lùi trái phải rất là nhẹ nha các bạn. Rồi chế độ tiếp theo đó là chế độ chạy theo nét vẽ, chế độ theo cái điều khiển tay của chúng ta. Chúng ta sẽ bấm nút mod trên đây đó. Thì khi đó xe nó sẽ điều chuyển theo cử chỉ tay của chúng ta ha. Đó, rất là nhạy. Rồi tiếp theo chúng ta có thể mà cho xe hoạt động bằng cách để trái banh ha. Thì khi mà trái banh đứng lại, xe nó sẽ tự động chạy về trước, đẩy trái banh để cho trái banh hoạt động. Sau đó xe sẽ đi theo trái banh đó, rất là thông minh đó. Khi mà nó đứng im thì xe nó sẽ tự đẩy. Xe chuẩn bị đẩy đi, sau đó nó sẽ đi theo trái banh. Rồi đó là chế độ thứ hai ha. Rồi thì ở chế độ tiếp theo đó là chế độ cảm biến. Thì ở chế độ này nó khá là nhạy nha các bạn. Chế độ này rất là nhạy, thì khi mình để nó sẽ lùi ha. Nhưng mà ở trên bàn này khá nhỏ, khi mình lùi nên nó có thể rớt đất đó. Thì ở đây mình sẽ cầm lên cho các bạn xem cái chức năng của nó. Khi chúng ta để ngoài trước thì xe sẽ tự động lùi về sau. Khi chúng ta để trên, xe tự động chạy về trước. Đó, lùi về sau và chạy về trước ha. Giờ mình để xuống, xe nó sẽ tự động lùi về sau do phía trước nó có vật cản là cái remote đó.
ok ha. Rồi ở chế độ thứ ba là chế độ nét vẽ, thì chúng ta sẽ bấm chuyển sang chế độ nét vẽ ha. Thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị một cái tờ giấy thì để cho xây nó chạy theo nét vẽ cho bạn xem. Nên mình sẽ bấm theo chế độ nét vẽ và mình sẽ vẽ cho xe chạy theo nha các bạn. Ok, thì mình là hướng dẫn cho bạn tất cả các chức năng của mẫu sản phẩm này ha. Thì bộ sản phẩm này sẽ gồm có một chiếc xe điều khiển như thế này, một cái remote điều khiển sóng 2G4 không trùng sóng, một quả bóng ha, và chúng ta có một cái dây sạc USB. Thì khi bạn mua về sử dụng, các bạn lưu ý là chúng ta sạc trước khi chơi bằng cách ghim vào cái cổng sạc đây. Chúng ta ghim cổng sạc vào ha. Lưu ý trước khi ghim chúng ta nên tắt công tắc xe chế độ off, và trong đó chúng ta ghim vào đầu, còn lại chúng ta ghim vào cốc sạc điện thoại. Thì khi sạc thì nó sẽ báo thay đổi tín hiệu đèn trên đây, thì nó sẽ là lệch đầy nha các bạn. Và chúng ta rút ra chúng ta sử dụng. Khi mà các bạn sử dụng hết pin thì các bạn nghỉ tầm khoảng 50 phút thì chúng ta sạc pin ha. Chúng ta không nên sạc pin liền sau khi chơi xong. Rồi, thì nếu bạn quan tâm mẫu sản phẩm này thì chúng ta sẽ truy cập vào website trực tuyến asen.vn, gõ một từ khóa là ZG001 thì sẽ ra sản phẩm này gồm 4 màu như trên hình ha, màu xanh dương, màu xanh lá, màu hồng và màu vàng ha, cho các bạn lựa chọn. Và các bạn đừng quên like và subscribe kênh, thì mình sẽ luôn luôn có nhiều mẫu sản phẩm mới độc đáo và quý vị sẽ gửi các bạn trong những video tiếp theo. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.